Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ cái mô tô cổ điển của hãng Honda chuẩn bị tái xuất trong một cái diện mạo hoàn toàn mới 2022. Mặc dù chỉ là những cái phiên bản dựng của cả Honda CB400 Super Wonder và CBX400F 2022, nhưng điều này cũng làm khó lòng được người hâm mộ. Thời gian gần đây, hãng Honda có nhiều cái xu hướng đưa các dòng xe kinh điển vốn đã tạm ngừng sản xuất trở lại thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, đặc biệt là những người thích hoài cổ. Trong cái phân khúc tầm trung là cái phân khúc được chú trọng nhiều nhất. Mới đây, cái tạp chí Yomachi từ Nhật Bản cũng đã tung ra hai phiên bản dựng hoàn toàn mới là cái chiếc CBX400F và CB400 Super Wonder 2022 như một cách để thỏa mãn lòng mong mỏi của người sử dụng. Cả hai đều được trang bị cho mình động cơ lực 4 tầng thẳng hàng làm mát bằng dung dịch, sẽ được hiệu chỉnh để đạt được cái tiêu chuẩn thể Euro 5 mới nhất hiện nay. Cái chiếc CBX400F 2022 là một cái mẫu xe phân khối lớn 4 tầng thẳng hàng được hãng Honda trình làng vào những năm 1981 nhằm mang đến thị trường một cái mẫu xe có thể đánh bại các hãng lúc bấy giờ như cái chiếc Yamaha RX 250 hay là các Kawasaki Z400FX. Cái có động cơ của chiếc CBX400F sinh ra một cái công suất đa là 48 lực, vượt qua tất cả các hãng và là một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất phân khúc thị trường lúc bấy giờ. Trong cái bản dựng mới của chiếc CB400X 2022 thì vẫn dựa trên cái ngôn ngữ là gọn, nhẹ, đặc trưng của cái dòng xe này. Tuy nhiên được điều chỉnh ở một vài thiết kế như phần đuôi ống xả, yên xe, bình xăng, một cái đèn pha tròn và cái đèn xi nhan vẫn giữ thiết kế như cũ nhưng được thay thế bằng cái công nghệ LED. Cái bàn xe, hệ thống phanh cũng được thiết kế lại và trang bị hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu mới của người sử dụng. Trong khi đó, phiên bản dựng về phiên bản Honda CB400 Super Wonder 2022 cũng có là kha khá nhiều thay đổi ở bên cái đèn pha được thu gọn hơn. Cái đèn xi nhan cũng được đưa lên cái gương chiếu hậu và phần dàn áo được giữ nguyên cái nét cơ bắp với nhiều hốc gió. Trong khi đó, cái bàn xe được sơn vàng, bô cũng được thiết kế để trở nên cách biệt tốt hơn. Tuy nhiên, là các bản dựng chắc chắn chỉ cả bộ đôi CB400 Super Wonder và cái chiếc CBX400F 2022 ở đây đi sẽ làm khó lòng người sử dụng và dường như không quá xa vời khi cái máy chuẩn bị ra mắt thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.